Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm AutoCAD 216 kết hợp với CAD 207 ha. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một cái phần cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ hướng dẫn cái phần thuộc tính là robotics ha. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ vẽ một cái hình gì đó ha. Trước khi vẽ thì tôi tạo một cái layer, giả sử như tôi tạo một cái layer thế này. Để tạo một layer thì các bạn vào trong cái dẫn cái tab đầu tiên trong thanh ribbon là dẫn tab home, bạn chọn tôi cái phần layer này ha. Layer robotics đây ha, hoặc là phím tắt là chữ LA, nít vào đây nè, hoặc phím tắt là chữ LA, enter. Rồi hiện ra cái bảng thì chọn layer, thì tạo layer mới thì tôi hướng dẫn cái video trước rồi ha, bên cái video tôi nói chuyên biệt về phần layer á, thì tôi sẽ tạo mới thì nít vào new đây. Rồi tôi sẽ tạo thêm một cái layer, hai layer mới, layer 1, layer 2 đi. Rồi sau đó tôi ra ngoài. Rồi giả sử giờ tôi vẽ, tôi chọn là layer 1 ha. Layer 1 thì tôi sẽ vẽ cái hình chữ nhật gì đi. Hình chữ nhật thì tôi chọn cái nút cái chữ nút đây ha, rectangle, hoặc đánh phím tắt là chữ REC, enter. Rồi tôi vẽ như thế này. Thì bạn sẽ thấy nè. Thì video tôi nhắc lại cái phần video layer ha. Thì chúng ta đang thực hiện ở layer 1 thấy chưa? Thì các bạn di chuyển qua bên cái phần tab trong cái nhóm robotics này ha, nhóm thuộc tính đây. Thì bạn sẽ biết được là cái khi giả sử như tôi chọn cái hình chữ nhật này thì tôi sẽ hiện ra được những cái thuộc tính của cái layer đó ha. Là đây đầu tiên đây là cái màu nè, thấy chưa? Màu theo by layer ha, là màu theo cái layer chúng ta. Đối tượng hình chữ nhật đó nè, tôi đang chọn nè, nó hiện ra cái thuộc tính của layer. Ha, tôi có quyền thay đổi cái màu này bằng cách là tôi di chuyển chọn màu đó mong muốn nè. Bạn lưu ý khi tôi thay đổi màu á, di chuyển đến cái bảng màu thì bạn sẽ xem thấy cái hình chữ nhật tôi đã đổi theo cái màu đó rồi, thấy chưa? Đó. Đây sẽ tôi chọn màu đỏ để tôi click đây, trái. Còn cái đây là cái gì? Đây là cái độ dày của cái đường nè, thấy chưa? Đó. Thì mặc định phần mềm này nó sẽ chọn là by layer ha. Là độ dày theo cái layer luôn. Cái thứ ba này là gì? Mặc định phần mềm nó sẽ chúng chọn là by layer ha. Đây là cái nét vẽ thôi. Mặc định thì by layer nghĩa là cái nét vẽ liền mạch ha. Bạn có thể chọn những cái nét vẽ đứt này, thấy chưa? Tôi đã làm sẵn, hoặc các bạn nhấn order này để chọn những cái loại nét vẽ khác. Thì khi bạn nhấn vô chữ order thì bạn hiện ra cái bảng lifetime manager ha, là cái bảng mà quản lý loại đường á. Bạn click vào đây chữ load để bạn cộng thêm nhiều cái loại đường khác nữa ha. Click vào cái nút load này đây. Rồi chứ là nhiều loại đường, thấy chưa? Bạn muốn chọn đường nào thì bạn click vào đó thì sẽ chọn đường này, thấy chưa? Sau đó tôi nhấn ok áp dụng. Trường hợp mà nó đã có đường cái trong cái lifetime này, tôi đã cộng cái đường này vô rồi thì nó sẽ hỏi các bạn là có reload lại không, nghĩa là có cộng lại không. Trường hợp tôi cộng lại, tôi nhấn đây ha, nhấn đây, cái đường này tôi đã cộng vô sẵn rồi ha. Trường hợp nó bị chồng lên nhau á. Rồi sau khi tôi chọn được đường đó rồi, tôi nhấn ok để áp dụng ha. Còn cái phần này nè, cái lưới cái phần scale factor ha, cái này là cái phần tỷ lệ nè. Cái giờ mặc định ban đầu chúng ta cái loại đường chúng ta là tỷ lệ là 1 ha. Bạn muốn tỷ lệ lớn hay là nhỏ thì bạn sửa con số này lại ha, sửa con số này lại. Rồi tiếp tục tôi nhấn ok áp dụng. Rồi thì cái giả sử như tôi chọn lại cái đối tượng là này, thì tôi muốn cái đầu tiên là màu, cái thứ hai là loại đường, cái thứ ba là loại đường đứt hay là đường liền ha. Giả sử tôi chọn đường đứt, thấy chưa? Rồi bạn sẽ thấy đường nó sẽ như thế nào. Bạn sẽ thấy đường chúng ta sẽ không có đứt ha. Tại sao vậy? Tại vì do cái phần lifetime, cái tỷ lệ cái loại đường nó hơi nhỏ ha. Thì đây là cái thuộc tính nhanh của bên cái robotics nè. Thì để thiện cái bản thuộc tính của robotics thì bạn click vào cái đối tượng đó, bạn click chuột phải. Thì bạn di chuyển đến cuối của cái bảng hiện ra nè, cái bảng này thì nó có hai phần là robotics và quick robotics. Thì cái quick robotics là cái thuộc tính nhanh, nghĩa là nó chỉ sẽ hiện ít thuộc tính hơn là khi bạn chọn cái nguyên cái bảng robotics này. Ha, tôi sẽ chọn thử cái quick robotics cho bạn xem. Hai cái cũng là một thôi, nhưng một cái giống như là rút gọn vậy đó. Tôi chọn trước tiên, tôi hướng dẫn các bạn, tôi chọn phần quick robotics đi ha. Rồi thì bạn sẽ thấy nó xuất hiện cái bảng này, là cái bảng này nó cho các bạn biết là, đây tôi kéo lên phía trên cho nó dễ hướng dẫn các bạn. Đây cái bảng này á, là nó đang hiện cái loại đường chúng ta là đường polyline này, thấy chưa? Đó. Rồi cái này nó sẽ cho biết là color là màu đỏ nè, đối tượng ta là màu đỏ, nằm trong cái layer 1 ha, layer sinh mang tên số 1. Lifetime là cái loại đường đang tôi đang chọn là đường gạch đứt này, thấy chưa? Lobo width là độ rộng của đường thì mặc định thì nó ra bằng 0 ha. Và cái low này là cái loại đường ta là loại đường khép kính nên là Z ha. Còn những loại đường không khép kính thì sẽ hiện ra chữ no. Đơn giản như thôi. Rồi thì bạn muốn sửa cái gì thì bạn có thể click vào đây sửa cũng được nè. Click chuột trái vào đây, thấy chưa? Nó sẽ hiện ra một cái bảng sổ ra như thế này. Ta phải chọn lại màu nè, thấy chưa? Nó có thể click vào đây để chọn lại cái này. Chúng ta có một cách để chúng ta chuyển layer nữa này, thấy chưa? Giả sử như cái hình đối tượng chúng ta đang ở layer 1 mà tôi muốn chuyển sang layer 2 thì sao? Thôi việc chọn qua layer 2 nữa chuột trái. Rồi thấy chưa?
cái loại đường, cái hình chữ nhật tôi đã chuyển sang layer 2 rồi, thấy chưa? Đây là một cái cách chuyển layer nữa nè. Rồi có đây là chọn lại loại đường ha, tôi muốn loại đường nào thì tôi click vào loại đường đó, thấy chưa? Rồi cái đây là cái tỷ lệ nè, bạn muốn tăng cái chiều rộng đường thì bạn nhập vô đây ha, nhập cái độ rộng của chiều dày đường vào đây. Rồi đó, tôi dưỡng sống xong cái phần mà width property là lít chuyển đây, lít chuyển phải width property ha. Rồi tôi nhấn thử cái phần property đây ha, thì sẽ hiện ra một cái bảng đầy đủ hơn. Cái bảng này là cái bảng đầy đủ về thuộc tính của đối tượng chúng ta. Thì bạn sẽ thấy là ở đây nếu nó bị mất chữ thì bạn lít vào đây để kéo giãn cái chữ ra ha, kéo giãn ra cho người ta thấy chữ. Rồi đây là bảng property là hiện toàn bộ cái thuộc tính của đối tượng chúng ta đang chọn ha. Color là màu vàng nè, layer là layer 2, line size là loại đường đứt hay là gạch nét, thì bạn muốn tùy chỉnh bằng click chuột trái vào để bạn chỉnh thôi, thấy chưa? Bạn chỉnh loại đường nè, thấy chưa? Bạn click vào đó để chỉnh thôi. Line size scale nè, cái chỗ này đúng rồi nè. Mặc định cái này nó để phần mềm nó để không ha. Đây, đây không như thế này. Thì tôi nói các bạn là do nãy là cái tỷ lệ này nó nhỏ quá nên cái đường bạn sẽ không thấy ha. Thì giờ sẽ sửa, tôi chọn lại đi. Thì tôi cho cái tỷ lệ này cho nó khoảng tăng lớn lên, nó sẽ tăng lên là giả sử 3 đi. Rồi enter. Rồi bạn sẽ thấy gì ha. Rồi cái đường tôi cũng còn nhỏ quá, tôi xóa cái đường này đi, xin lỗi, tôi xóa cái này đi, cái hình tôi vô nó nhỏ quá, tôi sẽ vẽ một cái hình lớn hơn một tí. Rồi thì tôi sẽ chọn lại cái đường này, tôi hiện thuộc tính lại ha. Thuộc tính thì bạn sẽ, tôi sẽ chọn lại cái đường này là cái đường gắn vào cái đường chấm gạch đây. Rồi thì bạn sẽ thấy nó chưa có chấm gạch đâu. Tại sao vậy? Tại do cái tỷ lệ cái này nó hơi nhỏ nè, light size scale nè, bạn phải chọn cái tỷ lệ này lại ha. Mặc định là nó không thì tôi cho số 3 đi, enter. Rồi bạn thấy chưa? Cái đường tôi nó đã đứt liền, thấy chưa? Nó đã có khoảng chấm gạch khoảng đứt ở giữa rồi ha. Nguyên nhân là do bạn chọn cái phần light size nè, lưu ý cái chỗ này ha. Chỗ này thì rất là nhiều bạn hỏi mà tại sao khi tôi chọn cái đường đứt gạch như trên đây, light size đường đứt đây mà sao cái hình chúng ta vẫn là đường liền chứ không phải đường đứt, thì do các bạn chỉnh, phải tùy chỉnh cái phần line size scale này nữa ha. Không phải tùy chỉnh cái tỷ lệ này lớn lên, mặc định nó là đang ở là không, không phải tính tỷ lệ ví dụ như là 2-3-5 hay gì đó thì để tăng cái khoảng trống giữa các đường này lại ha. Rồi đó là lưu ý. Rồi Bylostro này, cái này là màu thôi. Layway là cái độ dày của đường, thấy chưa? Mặc định cái này chúng ta sẽ chọn là layer ha. Bạn muốn đường dày lên thì bạn chọn cái chiều dày lên. Rồi transparency là cái độ trong suốt thôi, thấy chưa? Thickness này thì trong mô hình 3D tôi sẽ nói ha, độ dày của heo 3D. Rồi còn material là cái này là cái chất liệu, cái vật liệu gì trong mô hình 3D luôn. Rồi còn này là cái gì, này là các tọa độ về XY thôi ha. Giả sử như giờ cái trục X nè có chiều dài bao nhiêu, trục Y có chiều dài bao nhiêu, ha, chưa? Rồi tiếp tục này cái gì, cái này Array là cái diện tích ha. Array là cái diện tích của hình chữ nhật chúng ta, nó là 37 phẩy mấy nè, thấy chưa? Nó phần mềm nó tính sẵn cho chúng ta luôn. Đây là diện tích. Rồi length là cái này là gì, cái này là cái chu vi nè, thấy chưa? Đó, phần mềm nó tính cho chúng ta luôn, thấy chưa? Rồi load z nghĩa là đường đang khép kín ha. Rồi là bạn đã hướng dẫn cho bạn nhanh cái phần property của cái một loại đường rồi ha. Rồi trường hợp ta xuống có thêm một cái trường hợp này nữa là tôi muốn copy cái thuộc tính của cái đối tượng của layer này qua layer khác thì sao? Sử giờ layer 1 là tôi là cái hình như thế này, layer 2 thôi. Đây, layer 2 tôi giả sử như có cái màu là màu đỏ đi ha. Màu đỏ đây, rồi tôi sẽ vẽ như thế này, CC enter, vẽ hình tròn á. Rồi thì giả sử giờ tôi muốn copy cái hình copy cái thuộc tính cái hình màu đỏ nè, hình tròn màu đỏ nè qua bên cái hình chữ nhật màu trắng này ha. Nghe màu tôi muốn chuyển cái tất cả toàn bộ cái thuộc tính của cái layer xin lỗi, hai đối tượng, đúng rồi, hai đối tượng phải nằm trong hai layer khác nhau. Giả sử như cái hình chữ nhật tôi đang ở layer 1 nè, bạn thấy chưa? Rồi còn hình tròn tôi đang ở layer 2 nữa chưa? Layer 2 hình tròn thì nó có màu đỏ. Thì giờ tôi muốn copy cái tất cả toàn bộ cái thuộc tính của layer 2 là hình tròn màu đỏ qua trên qua cái layer 1 là cái hình chữ nhật này thì làm sao? Thì tôi nhấn vào cái chữ mask property này nè, lấy chuột trái. Thấy chưa? Sau đó tôi sẽ chọn cái đối tượng mà cần bắt chước theo á, là cần copy theo á, tôi chọn cái hình tròn màu đỏ, thấy chưa? Rồi tiếp tục. Tôi sẽ chọn đến cái đối tượng mà được copy ha. Cái đối tượng mà được bắt chước theo á là cái hình chữ nhật này. Thì tôi di chuyển vào thì bạn sẽ thấy điều gì ha? Thấy chưa? Toàn bộ cái thuộc tính của cái layer 2 đã copy qua bên layer 1 là của cái hình chữ nhật này, thấy chưa? Từ màu trắng chuyển sang màu đỏ và không còn đứt nét nữa mà là thành đường liền nét rồi ha. Continuous là đường liền nét, thấy chưa? Rồi tôi di chuyển vào và tôi click chuột trái để áp dụng luôn. Rồi sau đó tôi enter kết thúc lệnh này. Thì bạn sẽ thấy được là cái hình chữ nhật của tôi nó đã
nó đã chuyển qua layer 2 và copy cái thuộc tính luôn, thấy chưa? Đó. Rồi, hồi nãy ban đầu là hình chữ nhật là mới layer 1, thấy chưa? Đó. Rồi. Đó là cái cách chúng ta chuyển cái layer và copy thuộc tính luôn. Giờ tôi qua bên cái phần CAD 207 tôi làm thử nha, thì tính năng cũng tương tự thôi. Thì bạn muốn làm tạo layer thì click vào đây ha. Click vào đây hoặc là các bạn hãy nhấn vào cái chữ layer đây, hoặc là hai cách thứ ba nhấn phím tắt là LA. LA enter. Enter để thực hiện hoặc thuộc tính layer tôi thêm đi. Click new để thêm layer, delete xóa, set current mặc định rồi. Click ok áp dụng. Rồi giả sử tôi trang chọn layer 0, tôi vẽ hình chữ nhật rồi C enter rectangle đó ha. Rồi. Rồi chọn cái layer 1, tôi vẽ hình tròn. Và layer 1 thì tôi vẽ hình tròn, trước khi vẽ tôi chọn cái màu đi. Đây là thuộc tính của layer nè, tôi đã nói video trước rồi ha, màu nè. Màu tôi cho màu đỏ, giả sử vậy. Đây là cái loại đường ha, là đường đứt nét hay đường liền nét nè, nhấn order để chọn những loại đường khác. Còn đây là độ dày của đường nè, thấy chưa? Ha, độ dày đường. Rồi, chọn cái độ dày mong muốn. Giờ sẽ tôi vẽ hình tròn thì nhấn cái circle hoặc là nhấn chữ C. C là phím tắt ha, circle enter. Rồi, click đây. Rồi. Rồi sao nữa? Đây hiện thuộc tính một đường thì tương tự tôi nói rồi ha. Click vào đường đó ha, click vào cái đối tượng đó, click chuột phải. Chọn cái property đây, một cách. Cách thứ hai là ta chọn đối tượng đó, ta làm cái phần modify này ha, modify đây có cũng có property đây, thấy chưa? Cũng có chữ mắc property đây là copy cái thuộc tính, thấy chưa? Ta chọn property thì cũng hiện ra cái bảng thuộc tính của đối tượng nè. Màu là color, layer là đang ở mặt layer mặc định đây không, lifestyle là loại đường, nick vào các dấu mũi tên khi bạn chọn để thay đổi cái chức năng của nó ha, thay đổi loại đường đây. Là mặc định thì đang ở 1 nè, thấy chưa? Là lifestyle scale là cái tỷ lệ là 1. Khi bạn sử dụng đường đứt nét thì bạn nên tăng tỷ lệ này lên ha. Tăng tỷ lệ này lên là 3-4 để cái đường chúng ta sẽ hiện là đứt nét chứ không thôi nó vẫn là cái đường liên tục ha. Lưu ý cái phần này. Rồi lay quay là độ dày đường, thấy chưa? Rồi những phần còn lại thì tương tự thôi. Đây là chiều dài, chục x bao nhiêu, chục y bao nhiêu, thấy chưa? Rồi tương tự thôi, đây là diện tích nè, thấy chưa? Đây là chu vi, rồi tương tự thôi. Rồi còn copy thuộc tính thì cũng tương tự như thôi. Trong vào phần modify này chọn mask property, copy cái thuộc tính property nè. Chọn đối tượng nguồn là hình màu đỏ nè, thấy chưa? Rồi, chọn đối tượng được copy là hình màu trắng, hình chữ nhật màu trắng ha, lít chữ trái. Thấy chưa? Enter kết thúc. Là toàn bộ cái thuộc tính của hình màu tròn, màu đỏ đã copy qua cái hình vuông, hình chữ nhật màu trắng này ha, nó đã copy thuộc tính qua rồi. Rồi cái video về property chỉ có vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.